Hello em Nghĩa. Ở dưới có mưa không? Qua đây mưa lớn quá, buồn quá không biết làm gì hết trơn. Lên đây ngồi tán ngẫu chơi một chút các bạn ơi. Xin chào. Xin chào. Hello. Xin chào tất cả mọi người nha. Hello mọi người, hello. Mưa gió mọi người không biết làm gì mọi người ơi, gặp nhau nha. Hello. Hello Lý Phi Long, hello Tiên Nữ, hello Minh Ngô, hello Võ Liên, hello Nghĩa. Hello mọi người. Hello Trang Nguyễn. Hello Nguyễn Tứ Sang, hello Trang Hoàng Đại. Hello Nguyễn Trang. Hello Nguyễn Nhị, hello Nghĩa Trần. Rồi. Các bạn ơi, các bạn cơm hết rồi, các bạn ăn cơm chưa các bạn? Hello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo. Bà Chín xin chào rồng nhỏ. Hay nhắn message mua trà. Hello. Xin chào các tình yêu. Các bạn ơi, các bạn à. Các bạn cho em lượt chia sẻ nha các bạn nhé. Một hai nghe, nói nghe lớn không các bạn ơi, một hai mới có nhiều người đó mà hát gì vô đông đông đi hát cho hôm nay mưa gió hát cho nghe nè. Hello Quỳnh Phi Long, ở trong đây có tới hai Phi Long mà, bên là Phật Phi Long ở bên Nhật, bên Phi Long ở đây Long Phi Quỳnh, Quỳnh Phi Long. Anh ơi cho em ba bình trà, để lại số điện thoại đi nhá. Ok, chốt đơn cho em đó. Có em mở hàng là hôm nay anh Long bán đắt lắm nha. Em nhé, anh Long Hoàng Đao, Hoàng Đao khác Hoàng Đao. Hôm nay em mở hàng cho bán đắt luôn, mở có ai mở hàng em nữa không? Alo. Em chào anh đẹp trai nha. Đẹp trai mà còn hát hay nữa, làm gì có. Em lấy hai công chúa tiếp, hai collagen, 10 bịch trà em uống em. Em muốn giới thiệu bạn bè. Em vào trong em làm việc với Trương Dinh chưa? Cái tên đó Đài Loan Hàn Quốc nè. Em làm việc với Trương Dinh chưa? Em nhắn tin Trương Dinh rồi, Trương Dinh có nói gửi hàng cho em chưa hay là chưa thì em vào trong Messenger. Em nhắn tin riêng cho Long nha, nói chuyện với nhau nha. Mình ở nước ngoài thì mình phải nói chuyện trong cái message đó, inbox cho em nha. Ok. Chứ nó ở chỗ này là nói chuyện nhiều khi là mình nói chuyện không hết đâu. Em Trang bữa chị chọc em đó, em đừng có buồn chị nha. Giờ có buồn gì đâu, cũng nhớ gì đâu mà buồn. Ai mà chọc tôi một cái luôn, 5 phút sau tôi qua mất tiêu luôn. Tôi nổi nó tôi đùng lên cái tự nhiên, giống như là ông trời mà giáng xuống vậy, rồi xong 5 phút mất tiêu. Trời ơi, uống trà bên anh Long em ngủ quá trời. Nó nhiều đó, tôi cảm thấy nhiều đó, sáng mở mắt ra là thấy là coi như là khách nói là trời ơi uống cái gì mà ngủ thẳng cẳng luôn. Anh Long ơi, em uống trà của anh Long mà bác sĩ cho em biết bao nhiêu thuốc ngủ mà em không ngủ được. Sao mưa giống anh ơi, sao mà giống anh ơi hả? Em ba bệnh nữa, ba bệnh để số điện thoại rồi anh hả? Vậy là em bệnh anh nhận được thuốc chưa? Collagen 390 viên uống 3 tháng trời nghe các bạn nha. Sáng 3 viên, chiều 3 viên, trước bữa ăn sau bữa ăn cũng được. Em nhận thuốc Vimson rồi anh ơi, cho em biết cách sử dụng. Sáng 3 viên, chiều 3 viên, ăn no xong uống thuốc Vimson nha. Đẹp trai quá hả? Yeah. Hello mọi người. Mọi người chia sẻ cho em cái đi. Trời mưa và gió này hát bài coi chơi, ngứa ngáy quá rồi. Nga Nguyễn Nga, em đặt trà sao chưa thấy giao, nhiều khi giao rồi nhưng mà tại em phải chờ để nghe nhiều khi đang giao nghe em nhé.
Công chúa tiếp của ngày nhiêu viên, sáng 3 viên, chiều 3 viên. Trước bữa ăn, sau bữa ăn cũng được nha. Anh ơi, em mua 10 gói tặng. Em mua 10 gói tặng, tặng gì vậy? Tặng gì? Kiếm khẩu trang về tặng cho tất cả các bạn quá. Em mua 10 gói, 10 gói trà Lợi Nguyễn, em mua 10 gói trà. Vậy em có để là số điện thoại chưa, hay là nhân viên có chốt đơn cho em chưa? Hello mọi người nha. Hello anh trai rồng, rồng quá trời rồng luôn. U70 rồi. Vào live stream thấy anh cười vui vẻ, cái miệng có duyên quá à. Trời ơi, vậy đó hả? Con có duyên không vậy? Có duyên không vậy quý vị? Em cũng không biết nữa nha quý vị nha. Nó cười quá. Hộp collagen uống được bao nhiêu lâu? Hộp collagen thì mình uống 3 tháng trời, 390 viên. Uống đẹp da, trắng hồng luôn nhé. Trắng hồng luôn, hay như là mịn da luôn, ngăn ngừa tế bào ung thư, chống rụng tóc. Mọc tóc ra rất là nhiều nè. Lông nhờ tóc như vậy là lông uống collagen đó nghe các bạn nha. Mặc dù ở trên đầu của chỗ này, nó đỉnh đầu chỗ này nó bị hơi bị hói chút. Là tại vì sao? Là tại vì cái gen ông già mình vậy, là mình giống vậy à, cho nên là mình không thể nào mình chạy đi đâu được hết. Anh lớn tuổi chút xíu, hồi xưa chỗ này nó chỉ có tới đây thôi à, tới đây thôi nè, à, dòng như vậy lúc đó chảy lên giống như ai cũng nói là trời, giống như phim Hồng Kông vậy á. Bây giờ là phim Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn đó thì có nha. Mình cắt nước mà sao không ai cho mình ly nước uống hết trên trời. Các bạn ơi, bẩm sinh thói chỗ đó thông minh à, thật không biết có thông minh hay sao mà không biết nữa. Tự làm tự sống, chẳng sinh ai. Ta tự làm, ta tự sống, ta tự ngủ, ta tự chơi, ta tự ăn, ta tự uống, ta tự cài, ta tự cấy. Vài bữa chắc phải đi cấy tóc hai bên đây quá. Mà mọi người nghe nói là mắc tiền quá mà không dám làm, cho nên là phải hao tiện tiền quý vị ơi. Cho đi nước uống có nữ thí chủ hay gì là Phật. Công chúa tiết uống chung với collagen được em nha, càng tuyệt đẹp luôn. Collagen mình là trắng hồng đẹp da, rồi đụng với công chúa tiết một cái nữa rồi collagen mọc tóc ra luôn, ok. Ngày nào cũng uống ly trà để hết trơn các bạn. Ngày nào cũng uống ly trà để hết trơn. Trời ơi, sân bay này là sân bay quốc tế nha. Các bạn đừng có chơi gym Jackie Lim, Jim Son 1,5 triệu em nhé. Gần hết rồi. Thuốc không có về nữa, bệnh dịch không có về nữa. Cho nên bây giờ cái hộp thuốc tôi nó quý còn hơn vàng nữa. Nhưng mà tôi không có lên giá. Tôi vẫn giữ giá cũ cho tất cả quý vị nha. Quý vị lẹ tay đi, 1,5 triệu. Thì mình không coi được ở sân khấu, thì mình coi live stream. Dịch đến rồi ha. Nói vậy chứ mọi người đừng có lo. Dịch thì dịch, mình đừng có sợ, không có cái gì đâu. Ăn hiền ở lành, có niệm Phật, đi ra đi đứng đi vô niệm Phật là không bao giờ có cái chuyện gì hết trơn á. Phật có nói trước hết rồi, trong kinh có nói hết rồi đó. Quý vị nhớ một cái điều nha. Quý vị làm gì làm, anh chị em, cô bác ơi, mọi người ơi, làm gì làm mình niệm Phật mà sống nha mọi người ơi. Lời Nguyễn, 10 bịch trà nhiều, 10 bịch trà một combo, 10 bịch trà một combo là 1 triệu. 1 triệu là phi ship cho tất cả quý vị nha, phi ship hết 100 rồi nha. Ok, chốt đơn một combo nha. Ok, 10 bịch trà thì tôi sẽ tặng ôi mình phi ship rồi, mình không có tặng cái gì nha các bạn nha. Collagen 390 viên nha. Thủ tướng ai cũng có sân bay. Em không có biết, nhưng mà đại khái thì nhờ cái sân bay của em là sân bay quốc tế, cho nên đó là cho nên em đi quốc tế không à. Thấy các bạn thấy không, dở hí hí lên chút xíu thôi nha, dở nhiều quá người ta cười chết nha quý vị nha. Con bé ở bé Trường Mỹ Hương vô rồi mà không biết con bé ở ngoài đảo Lý Sơn đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, làm ăn kiểu này làm sao tôi an tâm trời, ngộ ghê vậy ha. Bây giờ tôi ngồi tôi chờ cái cô đảo Lý Sơn, cô đảo Lý Sơn mà không vô là coi như là thôi đừng có trách tôi nha, đừng có kiếm tôi nữa nha.
tôi không có rảnh đâu mà kiếm nha. Mọi người chia sẻ cho em cái livestream đi. Em nói cái này cho mọi người nghe nè. Em nói ví dụ em buồn tình cho mọi người nghe qua bất tử. Em nói ví dụ có một cái em buồn tình cho quý vị nghe, ăn rồi tối ngày lên ở trên Facebook toàn là than thở thất tình hoài. Em nói cho mọi người nghe, người đó là ai, người đó chính là ai, người đó chính là em. Em kể cái vụ thất tình cho quý vị nghe nha. Ngày xưa đó, em có yêu một người mà trời, em nói cho quý vị nghe nè, có duyên lắm, lần đầu tiên em mới biết yêu đó. Em thất tình quá trời luôn á, ăn cũng không ngon mà ngủ cũng được, ngồi cũng yên nữa. Có buồn tình chứ sao không má hai, trời đất ơi má hai kỳ cục, cái má hai đừng vô ghẹo em nha. Ha, đi cũng không yên mà đứng cũng không được, ăn cơm 5 phút là đã nhớ rồi. Cái hiện tượng đó là hiện tượng gì vậy quý vị? Hát điên kỳ vậy. Alo, quý vị cho em biết cái hiện tượng mà ăn mà không yên, ngồi không được 5 phút là nhớ, cái đó là phải thất tình đúng quý vị? Anh Long ơi, cho em xin số của anh khi có đàm, em phone cho anh hát. Khi có show phải không, phone cho em hát hả? Trọc ơi, Trọc vậy hả? Cô điện cho anh Trụi giùm con lẹ lên đi. Cô nói với anh Trụi là cô nói với anh Trụi là kêu con bé gì điện cho ông Quanh nói với con bé bên đảo Lý Sơn á, sao giờ này cũng chưa vô tỏ tình với con vậy? Ngộ ghê, tình yêu mà ngộ ghê nha. Hẹn hò người ta tối nay đúng 7 giờ mấy vô đừng yêu đương, mà bây giờ tự nhiên á, yêu hẹn lần đầu tiên hẹn hò tình yêu với tôi kiểu như vậy là làm sao tôi dám yêu? Con gái mà hẹn hò với người ta mà không có đúng giờ đúng giấc là tôi không chơi nữa rồi, coi như là thôi dẹp đi. Lần đầu tiên trái tim em biết rung động là coi như là lần đầu tiên trái tim em biết chạy đó ha, coi như em không yêu nữa. Tình yêu dành cho tất cả mọi người, tình yêu em dành cho tất cả mọi người, ok, không yêu ai nữa hết. Chị Dương Thoại Hồng mà em cũng có bồ vậy, nguyên một bồ lúa kìa, bồ của em bồ ịch kìa, bồ lúa rồi em cũng có vậy. Sao chị khi dễ em có vậy? Điện cho anh Trương Vinh lẹ coi, cho con nói chuyện Trương Vinh ơi. Ai vậy? Vậy chẳng lẽ vậy em ngồi em cười hoài sao trời? Họ ăn rồi tối ngày nói là đôi mắt có làm gì mà không gì, đôi mắt có làm gì không mà đẹp vậy. Ủa, đôi mắt này làm gì trời, bây giờ muốn không có đẹp phải không? Ok, có hai con rồi mà yêu gì nữa. Hai thì hai, mà yêu thì yêu nha. Con người mà không có thể nào bằng lòng với cái hiện tại được hết trơn á, cho nên á là nói nhỏ nhỏ thôi nha. Giờ Long kê vô Long nói nhỏ cho tất cả quý vị nha. Long thông báo cho tất cả quý vị mà chỉ một người biết thôi. Liền Amada, chỉ một người biết thôi nha. Đừng cho Mã Hai Quốc Bảo biết, đừng cho Lý Triệu Dân biết, mà đừng cho Bảo Sơn biết ha. Coi như quý vị hứa với tôi một điều đây là tôi bí mật cái tình yêu người tôi đang yêu người đó là ai cho quý vị nha. Như quý vị hứa với tôi là đừng bao giờ cho trên Facebook là Phạm Vương Khải biết nha. Nha. Phạm Vương Khải với Bảo Sơn á, với Má Hai Quốc Bảo mà biết là Sài Gòn này biết hết á. Cho nên là mình sợ cái đó lắm nha. Ly hôn rồi hả? Bình thường mà, em đâu có ly hôn hay ly hét gì đâu. Trai được quyền 5 thê 7 thiếp mà, gái chính chiên được quyền một chồng nha. Tôi bí mật cái tình yêu của tôi cho mà nghe nè nha. Nhưng mà hứa đi, hứa không nói với ai đi. Đó. Rồi mấy chịu nói, còn nếu nói là không. Ủa cái máy quạt sao nó không quạt vậy trời, kỳ vậy. Ngủ bối đồ chơi của em nè. Cái cô Hiệp Đặng, tên Hiệp Đặng là ở ngoài đảo Lý Sơn đúng không? Đau khổ dễ sợ. Ok. Tới Mỹ cũng biết hả? Có duyên quá vậy. Có duyên nha. Cô Dương Thoại Hồng là có duyên nhất nha. Ok. Tôi thích cô Dương Thoại Hồng đó. Ok.
Rồi hai cái micro, micro nào cũng hết pin lấy gì mà hát. Kỳ cục vậy cô, chạy ra mà vợ có rồi, có ghim thì số điện thoại vô cho con rồi. Cô chạy ra ngoài vợ tiệm tập quá, vợ quý á, mua cho con pin loại này nè. Mua cho con hai cặp pin thôi. Pin này nè. Có mà. Giờ không có làm sao hát cho mọi người nghe, đây nè. Pin này nè, ok. Đi ra ngoài vợ quý chắc có bán mà. Tự nhiên giờ có một cái máy quạt không à, cầm cục pin theo, đúng rồi. Thời xưa anh ơi, giờ không có phụ nữ nào mà chịu đâu, thì đúng rồi. Đàn ông năm thê bảy thiếp, phụ nữ giờ cũng mà bảy thiếp mười thiệp chứ giờ sao giờ, đúng không? Ai chịu kiếm vậy, trời ơi. Nói nhỏ nhỏ mà tới Đài Loan cũng biết hả? Anh có yêu một người nhưng yêu vợ con anh vừa, anh còn anh vừa phải không, là cái gì vậy? Số điện thoại là cái gì? Tự nhiên để vô số điện thoại hẹn hò tôi phải không? Đúng là showbiz. Có gì đâu. Showbiz khác lạ hơn người ta một chút thôi mà. Showbiz làm đẹp cho mọi người mà, showbiz đâu có làm gì xấu đâu, đúng không? Tại vì cái số em nó đa tình vậy thì em phải chịu thôi chứ giờ làm sao giờ. Hello anh Thanh Phong, mau Thanh Phong. Hello anh trai Ngân Tấn. Hello Thủy Dung Phạm. Anh nói chuyện vui lắm. Hello Quỳnh Tấn Phong. Hello Bích Dân Nguyễn Thị. Hello. Hello Hoài Phương Nguyễn. Hello. Hello mọi người, chia sẻ cho em một lượt chia sẻ đi nha. Mọi người, em đợi cô Linh đi mua pin về hát một bài cho mọi người nghe. Trà khuyến mãi giảm giá đi anh Long ơi. Trời đất ơi, giá của công ty đưa ra vậy em giảm giá thì chắc có lẽ là em bù tiền vô. Mà em bù tiền vô chắc có lẽ là nhà này em cũng bán luôn quá. Thật ra mà nói đâu có lợi gì đâu các bạn. Cái này kêu bằng trà nhưng mà nó không phải là trà. Quý vị mọi nghĩ một điều đi. Cái công mà trả tiền cho người dân tộc, cái công trả tiền của người dân tộc, họ lên trên núi họ đào cái củ nhân sâm. Nó giống như là, nó theo cái mùa, nó giống như là cái côn trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo đó. Nó mọc ở dưới sâu cái núi đó, rồi người ta đem lên người ta đào, rồi người ta mới vác từ trong núi, người ta đem đi ra ngoài Buôn Mê Thuột, người ta mới đến cái hãng, người ta gia công, người ta mới làm cho cái nhà máy của mình. Đúng không? Người ta làm cho cái nhà máy của mình rồi xong bắt đầu người ta mới phơi khô. Người ta phơi khô, người ta làm thủy thổ cho mình, rồi người ta chuyển vô tới Sài Gòn cho mình. Ta nói nó qua bao nhiêu giai đoạn tất cả các bạn ơi. Kỳ vậy. Nói vậy chứ mấy người mà nói chuyện vậy chứ không bao giờ họ nói chứ không, nó không bao giờ mà họ làm đâu các bạn ơi. Mà cái người á mà lầm lì lì á, cái người đó mới là dễ sợ nha. Còn cái người mà nói ào, nói như vậy là cái người đó không bao giờ có quậy. Chẳng những bản thân tôi nè, tôi đâu có quậy đâu. Đông trùng hạ thảo nhưng mà em kêu lộn nha quý vị nha, đông chứ không phải là côn trùng. Ok. Quý vị chia sẻ cho em đi. Anh có trà mất ngủ không anh Long ơi? Có mà. Nha. Trà mất ngủ 3 bịch 300 ngàn quý vị nha. Uống vô lọc gan, lọc máu, lọc thận nè, chữa bệnh ngăn ngừa tế bào ung thư cho mình, ngăn ngừa tiểu đường cho mình, trị bệnh bao tử cho mình, trị bệnh đau nhức mình mẩy cho mình, đau khớp xương cho mình. Hôm nay, bữa nay em không đi hát làm, anh có làm vừa ý em không? Hôm bữa anh đi hát với em, anh có làm vừa ý em không? Quá là vừa ý, trời ơi, ngọt quá vậy, không biết nữa. Ngọt như là đường nha, trời ơi, chịu không nổi luôn rồi đó nghe. Chết luôn. Em chỉ có một tình yêu. Em rất yêu cái người này. Và em rất nhớ cái người này. Và em rất đau khổ với một cái người này. Họ làm cho em đau khổ vô cùng.
Rồi bây giờ chia sẻ ra để nói cho người đó là ai cho biết nè. Trúc Dương để lại số điện thoại không biết gì hết. Chào Thông Nguyễn nha. Em ghét như người giả dối, em coi chừng em gặp người giả dối nha cưng. Ghét của nào là trời trao của nấy nha. Thôi nha, ở đời mình đừng ghét ai hết trơn á, ok. Em, người yêu của em và tình yêu của em nhớ nhất hiện tại bây giờ là đang ở Mỹ. Hiện tại bây giờ là đang ở Mỹ mà đang rất rất là nhớ tôi và đang rất là yêu tôi. Trái tim lúc nào cũng hướng về tôi, sáng nào cũng gọi điện thoại khóc lóc, sáng nào cũng gọi điện thoại FaceTime với nhau, gọi là kêu bằng phải nói một điều là FaceTime với nhau mà hay, gọi là ứ lệ luôn á. Covid là cái gì? Tri nghiệp bét be là hỏi gì vậy em? Không, không có trong nghề anh à. Không có trong nghề đâu. Em không có trong nghề. Dạ. Bây giờ trong nghề không ai yêu em nữa trơn á. Em khổ, em buồn lắm. Lấy bên này rõ đi chứ bên này không có. Chờ miếng có là được rồi, ok. Đó là một cái người đó tên là Kim Đại Phước. Người đó tên là Kim Đại Phước, đó là người yêu của tôi. Và người yêu của tôi yêu nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi yêu tới nước nỗi mà tôi phải làm mọi thứ. Tôi phải làm mọi thứ. Tôi phải làm tất cả gì người ấy. Tôi cũng đau khổ vì người ấy, mà người ấy cũng đau khổ vì tôi. Mỗi lần mà hai người gọi điện thoại với nhau. Có thuốc trị nám không anh ơi? Trị nám là thuốc công chúa tuyết nha. Đòi mồi nha, chị đòi mồi luôn nha. Ok. Trời đất ơi, không biết là không thấy đường gắn pin vô nó mới chết vậy chứ. Khổ ghê vậy. Cái này phải mua cái mắt kiến lão rồi quý vị ơi. Các bạn có biết người yêu của em là Kim Đại Phước không? Các bạn biết không? Người yêu của em là Kim Đại Phước. Em nói thật với tất cả quý vị, em không hiểu tại sao nợ của em rất là lớn với cái người đó. Trong cuộc đời của em nợ rất lớn với người đó. Hello Diệt Trinh Trần, muội muội thân yêu, muội muội đẹp gái. Tôi có nợ lớn với người đó vô cùng là không biết làm sao mà tôi đi xa. Tôi nhớ cái người đó thật sự, tôi nhớ tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Đôi lúc có bữa là tôi nằm tôi ngủ á, mà tôi nhớ lại cái cảnh mà tôi đi tắm cho cái người đó luôn á. Tôi đang nằm trên xe mà tôi đi hát, tự nhiên tôi mệt quá tôi dựa vô xe tôi ngủ, cái tự nhiên tôi chợt đi tôi thấy một cái hình bóng của cái người đó và tôi đang tắm cho cái người đó nữa. Trời ghê không? Em chào anh. Em anh ngồi cho em nhé. Ok, em để gì số điện thoại lại về để lại làm gì vậy? Anh không biết vậy em ơi. Nay có thuốc trị gút không? Thuốc trị gút còn có một hộp nha. Lặng nhìn ba bịch trà mất ngủ. Một đơn nói để hỏi em rồi, bên anh nói gọi lại, tới giờ không thấy, khổ ghê, công nhận đó nha. Có đôi lúc nhiều khi mà tôi gọi nhưng mà các bạn sẽ không bắt máy. Tôi gọi rất là nhiều lần, có những bạn gửi trà tới các bạn không nhận luôn. Ok. Giờ biết làm sao, giờ đây giờ chốt đơn lợi thôi, hôm nay sẽ có cho người chốt đơn lợi, ok. 1, 2. Các bạn ơi, các bạn chia sẻ cho em được chia sẻ. Chúc em buôn bán thành công. Cảm ơn anh Tuấn nhiều nha. Các bạn thả like cho Kim Tiểu Long và cho Kim Long những trái tim đi. Kim, các bạn chào anh Ngân Tuấn, nghệ sĩ Ngân Tuấn, đăng tài danh Ngân Tuấn đi. Vào nói chuyện chơi với nhau nè. Em nhớ cái cảnh mà em tắm cho ổng á. Trời qua tự nhiên em đang nằm ngủ, cái tự nhiên cái chợp qua cái mắt của em thấy, ủa, cái cảnh này là ba đã từng tắm cho con mà. Mà nhớ từ cái tắm cho ông nhỏ luôn, công nhận á. Bây giờ tự nhiên cái dịch corona nó làm cho em quá. Ok, chốt đơn nha. Ship ba bịch trà nha. Đoàn Thị Yến Nhi để lại số điện thoại này, chốt đơn đi nha. Ok, bây giờ nhớ con nhớ cái quá. Giờ biết làm gì hát bài tặng cho tất cả quý vị cho vui nha. Người ta nói là ta có thương thì ta thương cho trót. Chia sẻ các bạn ơi, chia sẻ cho Long một lượt chia sẻ nha. Đừng quên chia sẻ cho Long nha. Ta có gọt thì ta gọt cho trơn. Ta còn sống kiếp này ta yêu thương lẫn nhau, cho nhau những tình thương, cho nhau những nụ cười. Chứ biết kiếp sau đâu mà cho, phải không bà con?
ba bình trà để lại số điện thoại, ai lấy ba bình trà để lại số điện thoại nha, có người chốt đơn cho quý vị. Cho nên Long sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị bài hát được mang tên Kiếp Này Kiếp Sau. Các bạn ơi, các bạn có nghe lớn không? Âm thanh có nghe được không vậy? Lớn thì nói lớn giùm Long nha. Cho Long một lượt chia sẻ đi. Các bạn đặt hàng để lại số điện thoại cho Long một lượt chia sẻ nha. Các bạn ơi, mình chia sẻ đông đông người, hôm nay chắc tối mình không có làm gì thì mình chia sẻ cho vui đi. Đó, cứ để lại số điện thoại thì chốt đơn cho tất cả quý vị nha. Cứ để lại số điện thoại đi.
Cái gì vậy? Đâu có ăn đâu, em bán trà mất ngủ mà. Ok, lấy một bịnh rút nha. Ok, cục nợ nha. Ok, cục nợ. Bây giờ mọi người hỏi trà nhiều quá, bây giờ em phải lên trà cho tất cả quý vị nha. Tất cả quý vị ơi, Long lên trà cho tất cả các bạn. Hôm nay chốt đơn cho tất cả các bạn nha. Ngày mai chốt đơn trà một combo là 1 triệu là 10 gói. Nhưng mà hôm nay, ngày hôm nay chốt đơn cho tất cả quý vị là 3 bịch 3 gói là 300 ngàn đồng cho tất cả quý vị nha. Rồi quý vị, ai lấy cái 3 bịch trà này thì bây giờ mình không cần phải nói nữa rồi. Cái trà này là quý vị biết là quý vị uống vô rồi một cái là quý vị nè, lọc gan, lọc máu, lọc thận nè, lọc nước tiểu cho tất cả quý vị nè, ung thư cũng uống được nè, uống vô đẹp da nè, tiểu đường cũng uống được nè, già trẻ bé lớn mình cũng uống được luôn nha. Già trẻ bé lớn mình cũng uống được luôn, uống cho đẹp da trắng hồng luôn nha tất cả quý vị nha. Cái già này là nó nói bằng trà nhưng mà nó không phải là trà, nó tất cả nó là điều cái dây nhân sâm nha tất cả các bạn nha. Ba bịch như thế này mình mix lại với nhau, nó là một cái combo như thế này mình uống nó mới hết bệnh. Ok, các bạn để lại số điện thoại nha, gửi đến tất cả quý vị luôn. Rồi quý vị để lại số điện thoại, ba bịch như là 300 ngàn, trị bệnh đặc biệt cho mình mất ngủ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 30 năm, 40 năm, nhiều quý vị không cần phải uống thuốc ngủ nữa tất cả quý vị nhé, không cần phải uống thuốc ngủ nữa. Trong vòng có một cái thời gian mà cái sản phẩm trà này tất cả mọi người ai uống cũng ngủ ngon hết. Ok, ai uống cũng ngủ ngon hết. Quý vị chỉ cần mất ngủ thôi, quý vị uống trong vòng một ngày một thôi là quý vị đã ngủ rồi. Ngủ một ngày là ngủ rất là ngon, ngủ thẳng giấc nha. Khi mình ngủ thức dậy thì khách của tôi tả nè, là không đau đầu nè, rất là êm nè. Khi ngủ dậy tinh thần mình rất là sảng khoái nè. Nó làm cho mình đẹp da, nó làm cho mình trắng hồng, nó làm cho mình nó là gọi là ngủ sảng khoái vậy, nó không đau đầu, rất là minh mẫn. Có những người mất ngủ 10 năm, hơn 10 năm uống trong vòng có một ngày thôi, ngủ mà ngủ thẳng cẳng, thẳng giấc, không giật mình thức dậy luôn tất cả quý vị nha. Cái trà này là cái sản phẩm độc quyền của Kim Tiểu Long, hay lắm, cho nên Kim Tiểu Long mới lấy về làm cái sản phẩm độc quyền để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Quan trọng là cái gì trong cuộc sống của mình là bệnh mất ngủ. Ai mất ngủ nặng cực kỳ, cỡ nào uống cái này vô nếu mà không ngủ được, ship 3 bịch trà là phải để số điện thoại vô nữa nha. Búp trần, ship 3 bịch trà là phải để số điện thoại, để 3 bịch trà, để là số điện thoại. 3 bịch 300 ngàn nha chị Nguyễn Hiểu ơi. Rồi 3 bịch 300 ngàn các bạn để là số điện thoại, chốt đơn cho tất cả quý vị liền nha các bạn nha. Lẹ lên các bạn ơi. Có trị nóng trong người, nóng trong người luôn. Ai bị táo bón nó chỉ bá bệnh trong người của mình. Ai bị táo bón uống vô một cái là đau bụng đi cầu rất là dễ nha tất cả quý vị, không bón nữa nha. Trị bệnh lọc gan, lọc máu, lọc thận, ngăn ngừa tiểu đường, ngăn ngừa ung thư, làm đẹp da, trị bệnh đau nhức khớp xương cho tất cả mọi người, trị bệnh đau nhức mình mẩy cho tất cả mọi người, làm cho mọi người uống vô ngủ rất là sảng khoái, rất là dễ ngủ. Trên một cái thế gian này tôi chưa từng thấy một cái loại trà nào, cái này mình gọi bằng trà chứ không phải là trà nha tất cả quý vị. Quý vị biết là người dân tộc mà. Ok, Phước Loan chốt đơn, Hùng Dân đang chốt đơn, đặt hàng để 3 bịch trà, để là số điện thoại nha. Ship 3 bịch trà nha anh ơi, không để là số điện thoại Nam Dân không ship được, không chốt đơn được, phải để là số điện thoại mới được. 3 bịch này quý vị mix lại với nhau, 3 bịch này ai mua trà 3 bịch và để lại số điện thoại. Ok, 3 bịch này mình mix lại với nhau. Nếu quý vị không lọc gan, lọc máu, lọc thận, hiệu hương diệu chốt đơn, không hết, không ngủ được trong vòng ngày đầu, ngày thứ hai, ngày thứ ba, quý vị đem trả trà lại ngay chỗ công ty mình mua đó, gửi trả ngược lại hoặc là gửi trả cho tôi, gửi trả cho Long, Long sẽ quần tiền lợi cho tất cả quý vị không thiếu một cách nào luôn. Long xin thề luôn tất cả mọi người luôn. Nó ngay tới nước nổi mà bây giờ Mỹ ở bên Mỹ kêu Long gửi qua, mà Long đang tìm cái đường dây ở bên Mỹ để gửi qua. Nhưng mà ngày 25 tháng 8 này Long về Mỹ rồi, Long phải nhớ con, Long phải về Mỹ. Ok, các bạn để lại lẹ. Khi mà Long đi á, thì chưa chắc gì ở bên đây, thì chỉ có các bạn ban nhân viên thì có trà sẽ gửi cho tất cả quý vị. Khi mà Long đi có lẽ là Long sẽ ngưng một thời gian hay là cái gì đó. Là tại vì khi mà có Long ở bên đây làm việc được, mà không biết khi về Mỹ là Long trở, khi lúc nào Long trở qua lại. Nhưng mà với cái sản phẩm này Long nói với tất cả quý vị, với hiện tại bây giờ quý vị cứ uống đi. Nó làm cho cơ thể của mình ngủ ngon tới nước nổi mà mình không còn bệnh hoạn gì nữa hết. Đa phần các bạn hỏi đây, các bạn ở trong đây có ai uống trà của Long chưa? Các bạn trả lời cho mọi người biết đi. Em uống rồi hiệu quả lắm, có ngủ ngon hay là không? Ok, chốt đơn, chốt đơn. Hương Trầm chốt đơn, Hương Lâm chốt đơn, Cương Lê chốt đơn, Võ Hồng Võ chốt đơn nha.
Rồi Long ơi, cho em hỏi, em mẹ em bị ung thư, nó đau nhức không ăn được ngủ được, vậy uống trà, cho mẹ uống trà này đi cưng. An thần một cách vô cùng cực kỳ cho những người ung thư, an thần một cách cực kỳ. Khách của tôi á mà uống trà mà bác sĩ cho thuốc thần kinh ngủ á, không có bệnh viện nào ngủ cho mà ngủ được hết. Uống cái trà này cười khả 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 khả, anh ơi trời ơi, bác sĩ cho em thuốc biết bao nhiêu thần kinh, thuốc ngủ em ngủ không được mà nhờ cái trà của anh mà em ngủ giùm, sướng quá trời, em cảm ơn anh nhiều lắm. Thấy không? Phải nói ông trời, ông cho Long được một cái sản phẩm độc quyền. Long mua đứt độc quyền luôn nghe các anh chị ơi. Đây, trà rồng nhỏ, Kim Tiểu Long mua luôn cái logo đã có giấy phép độc quyền luôn nha. Có giấy phép độc quyền, có công ty độc quyền rồng nhỏ Kim Tiểu Long luôn nha. Quốc bà biết nha. Chuỗi đâu rồi, chọc đâu rồi? Vậy lấy cái giấy phép trà cho cậu ấy. Quý vị biết không, đây là cái sản phẩm mà Long mua luôn độc quyền đứt luôn và có giấy phép luôn. Không ai nhái được, mua đứt cái logo này luôn. Uống cực kỳ hay mọi người ơi, mọi người ơi, ai mất ngủ uống đi. Ba bịch mít lại với nhau, hốt nhúm bỏ vô. Dây xanh tiết nhúm bỏ vô. Củ khúc khắc này, hai ba lát bỏ vô. Chọn cái bình bay lớn về thôi nha. Uống một bình như thế này nè mà châm đậm chút xíu đó nha. Quý vị không ngủ, tôi nói thiệt với quý vị, tôi là em quý vị đó. Thay vì mình nói cái tiếng con của quý vị, nhiều khi người nhỏ trong đây thì bị mang tội, nhưng mà tôi nói là em của quý vị đi, ok. Nè, giấy phép mua đứt luôn nha các bạn nha. Giấy phép mua đứt luôn nha, đó ha. Mua đứt luôn cái nhãn hiệu, mua đứt luôn nè ha, có nè. Chứng nhận đàng hoàng, mộc đàng hoàng, công ty trách nhiệm hữu hạn nè, doanh nghiệp nè, trách nhiệm hữu hạn nè, thành viên nè, một thành viên nè, công ty trách nhiệm hữu hạn, dịch vụ nè, rồng nhỏ Kim Tiểu Long. Tôi phải chơi kiểu như vậy đó. Tất cả quý vị nha. Trà này ba bịch để mình biết mà mình mua. Đây, giấy phép, giấy chứng nhận, tất cả mọi thứ đầy đủ tất tần tật nha quý vị nha. Cho nên mình làm cái gì trong cuộc đời này để làm chi, để Long còn đóng thuế nữa. Làm cái gì phải có thuế. Về Mỹ phải xin phép bên Mỹ nè. Kiểm dịch đàng hoàng, FBA chứng nhận đem về Mỹ bán cho tất cả những người bên Mỹ. Tất cả khách hàng ở bên Mỹ hối quá trời luôn. Ok, các bạn cứ để lại số điện thoại là tự động có người chốt đơn tất cả quý vị nha. Hồng Phượng, đúng rồi, em uống rồi, ngon lắm bà con ơi. Ngon mà ngủ ngon nữa. Ok, mua hoạch trà để lại số điện thoại nha. Ba bịch, ok, chốt đơn, Ni Thảo nè nha, ok. Mạnh Hùng, ba bịch, ok, chốt đơn. Bữa tôi đặt ba bịch với một hũ xương, trà với một hũ xương khớp mà không thấy ai gọi. Ok, em gái ở ngoài nhớ chụp lại cái này lại để cho anh Long nha. Anh Long sẽ gửi cái trà với cái hũ xương khớp cho người ta cái đơn trước này nha. Ok. Chị Trương Lợi ơi, ba bịch là 300 ngàn nha. Có thuốc trị rút nha tất cả các bạn nha. Có thuốc trị rút nha. Ok, hồi nãy mình có chốt hũ thuốc trị rút trong đây cho bạn nào, 1,5 triệu. 100 viên. Trà này có làm cho mình ăn được không? Có nghĩa là mình ngủ ngon, mình ăn ngon, mình khỏe mạnh. Nhưng mà cái đặc biệt của cái trà này nè, tôi nói cho quý vị nghe. Một combo như thế này phải có 20.000, 30.000 tiền ship nha quý vị nha. Một bộ 10 bịch thì phi tiền ship, ok. Rồi, chốt đơn nè, ok, chốt đơn. Thiên Lý, chốt đơn Thiên Lý, ok. Bây giờ tôi không có đọc chốt đơn nhiều được nha. Cứ để vô số điện thoại Quỳnh Minh Ngân chốt đơn nha. Nó hay một cái điều này nè quý vị ăn ngon, quý vị ngủ được, mà nó làm cho quý vị mất mỡ luôn. Ốm không phải là ốm nhanh nha, nhưng mà nó ốm từ từ, quý vị ngủ mà không lên ký. Tôi ngủ nè, trời, tôi ngủ khò, tôi ngái và khọt. Trong vòng mình uống cái trà này trong vòng có 5 phút thôi quý vị nha. Nằm xuống quý vị ngủ cơ mà trổ đã luôn. Tôi mỗi một đêm tôi uống ly về mà mình pha cái nước về quý vị nha. Quý vị thích uống trà đường, quý vị bỏ miếng đường vô nhợt uống, chứ đừng uống đậm quá. Uống đường đậm quá nhiều khi các ai bị tiểu đường thấy bà nha. Mình nên uống nhợt thôi. Không, ok. Hạng Trinh cho mình xin hũ thuốc nhiêu vậy? Trinh ơi, Trinh mua thuốc gì mà hũ rút à? Bệnh rút là 1,5 triệu nha Trinh ơi, Trinh à. Bolero ba bịch trà nè, hồng như ba bịch trà nè. Chốt đơn nè. Ok. Ngân Hà này, trà anh Long uống ngon, ngủ ngon lắm bà con ơi, em ngủ
lắm mà bây giờ ngủ ngon, em mất, em khó ngủ lắm mà bây giờ em ngủ là ngon lắm nè. Chỉ mới có 2 ngày thôi mà em đã hiệu quả lắm. Trời, tôi nghe gì, tôi nghe tôi thích dễ sợ luôn. Đó, các bạn thấy không? Ok, các bạn chốt đơn nha, Xuân Lan nha. Chốt đơn nha, Trương Lợi nha. Một cam bồ trà, chốt đơn cho Xuân Lợi nha. Rồi, chốt đơn cho Hằng Trinh một khẩu thuốc bệnh rút. Bệnh rút thì Hằng Trinh phải để lại số điện thoại nha, Hằng Trinh nha. Lấy 3 bịch trà uống luôn đi. Rút với 3 bịch trà luôn đi, tôi bảo đảm uống đi hết bệnh. Bằng tay tôi đưa cho quý vị. Quý vị chỉ cần ngủ ngon, quý vị không có bệnh phát bệnh nào trong người hết. Em có một cái bàn tay đưa thuốc cho quý vị uống, quý vị cứ an tâm một điều. 100 người là hết 99 người là ngủ ngon và hết bệnh. Còn người em chữa không được là do nó không hợp với em thôi. Thì bây giờ có 100 người mà 99 người là đã ok rồi, đúng không? Anh Long ơi, có chi nhánh ở Singapore chưa? Em muốn làm chi nhánh Singapore đi cưng. Anh Long gửi hàng qua cho cưng. Singapore có cho qua bên đó không? Nếu cho anh Long bốc vé máy bay cho anh Long qua bên đó, anh Long vừa tư vấn, anh Long vừa hát, anh Long mời em mời chừng 100-200-300 khách người Việt lại thôi. Em thắng ở bên Việt Singapore đó. Đài Loan xin mở nè. Chuẩn bị chuyển hàng qua Đài Loan nè. Nhật xin mở nè, chi nhánh nè. Bây giờ còn Singapore chưa có mở nữa, với Malaysia chưa có mở nữa thôi. Quý vị cứ mở đi, tôi bảo đảm với các bạn. Các bạn đem cái giá này qua bển thì các động cộng vô thế, các bạn bán tăng giá bển thôi. Chẳng có được cái gì hết. Nhưng quan trọng một cái điều là chữa bệnh. Tây uống cũng được, người xứ lạ uống cũng được, cái gì uống cũng được, miễn ai mà mất ngủ là uống rất là ngon nha. Hạn Trinh 3 bịch trà với một người hũ và rút nha, chúc đơn nha. Tân Nguyên em 3 bịch trà chúc đơn nha. Uống mà ngủ ngon và ốm nữa các bạn ơi, đó thấy chưa, tôi đâu có nói xạo đâu. À, thằng xạo chó đẻ, ngộ quá ha. Nói nghe nè, vô đây chửi người ta, mình nghĩ làm sao mọi người ơi, mọi người nghĩ làm sao. Tôi cũng giống như bạn. Bạn Lê Mạnh, xin lỗi cho em nghỉ tu 5 phút nha. Bạn Lê Mạnh, tôi và bạn cũng giống như nhau, cũng là một loài người. Bạn vào đây bạn chổi tôi là thằng xạo, là chó đẻ. Vậy thì bạn là cái gì? Bạn cũng có miệng, cũng có mắt, cũng có mũi, cũng ăn cơm giống như tôi. Xin lỗi với bạn. Bạn chửi tôi là chó, ok, tôi cũng chấp nhận nữa. Nhưng bạn nên nhớ một điều, con chó nó không bao giờ biết nhiều chuyện. Con chó nó trung thành với chủ, con chó nó rất là ngoan và nó rất là hiền. Nó trung thành với chủ, còn bạn vô nhà, vô Facebook của người ta, bạn chửi người ta là con chó đẻ. Vậy bạn là ở đâu đẻ ra? Bạn ở đâu bạn đẻ ra? Bạn chửi người ta, bạn hãy xem lại bản thân của mình. Mình chỉ là con người với nhau thôi. Dịch bệnh tới nơi hết rồi, tôi khuyên bạn đừng sân si nữa. Cái logo của bạn là logo của Phật Bổn Sư Thích Ca, có một chú tiểu chắp tay rất là đẹp. Mà tôi rất đau lòng về một con người nhà con nhà Phật mà vào đây chửi người ta là xạo chó đẻ. Tôi đau lòng vì bạn, tôi khuyên bạn nên trong cuộc sống này nên tháo cái logo Phật Bổn Sư Thích Ca xuống và tháo cái logo của cái avatar của mình là chú tiểu chắp tay. Bạn, tôi mong bạn hãy sống làm sao cho trọn đạo, làm kiếp con người của mình. Thấy người ta làm ăn được thì mình nên khen, thấy người ta hơn mình thì mình cũng nên vui, mình nên chúc tụng. Đừng bao giờ ranh tị, đừng bao giờ xỉ xó, đừng bao giờ, tôi khuyên bạn đừng để cái tấm hình của Phật Bổn Sư Thích Ca mà làm ô uế con nhà Phật. Bạn làm ô uế, bạn làm mất danh dự, bạn làm mất thể diện con nhà Phật, tôi vô cùng là đau lòng về cái Facebook của bạn. Tôi khuyên bạn nên sống làm sao cho đúng cái đạo lý làm người. Mình để hình Phật lên trên đó, mình tụng Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay để làm gì mà mình vào đây mình Facebook của người ta mình xói xỉa và mình chửi người ta. Người ta có chửi mình không? Tôi xin lỗi bạn, tôi chấp nhận làm bạn với con chó. Tôi chấp nhận làm bạn với con chó chứ tôi không chấp nhận làm bạn với bạn, là tại vì bạn còn tệ hơn con cẩu nhà tôi. Con cẩu nhà tôi nói như vậy nó trung thành lắm. Tôi đi xa 5 năm, 3 năm ở Đức Mỹ tôi về, nó vẫn ôm tôi, nó vẫn hôn.
Còn bạn thì làm sao? Bạn là con người thì bạn như thế nào? Bạn biết ăn cơm, bạn ăn cá, bạn ăn thịt, bạn ăn lửa đồ ngon, bạn ăn mà bạn vào đây bạn chửi người ta là thằng chó đẻ. Vậy thì bạn ai đẻ bạn? Uổng công cho ba má bạn mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đút cơm mớm cơm cho bạn, trở thành một con người nên hình nên dốc, ăn học thầy giáo dạy cho bạn đàng hoàng, nhưng mà bạn đi vào đây bạn chửi người ta. Tôi làm cha làm mẹ của bạn, tôi rất là xấu hổ với làng xóm bạn bè hoặc là với cộng đồng xã hội. Tôi nhục nhã. Nếu mà tôi có một đứa con như vậy, thà tôi đẻ học già học dịch tôi bán. Thấy không? Đừng bao giờ vào nhà của người ta, Facebook của người ta đang làm ăn, Facebook người ta chơi vui vẻ, người ta làm ăn rất là đàng hoàng. Mình thấy người ta làm ăn được thì mình chúc tụng cho người ta. Vậy mình mới là đúng con nhà Phật. Tôi khuyên bạn tháo cái avatar của bạn, hình Phật Bổn Sư Thích Ca xuống liền ngay. Bạn không nên để cái hình Phật trong Facebook của bạn, vì ô uế cái Facebook của bạn, vì nhục nhã cái Facebook của bạn, tại vì do nơi tâm tánh của bạn không xứng đáng là con nhà Phật. Bạn không xứng đáng là một đứa con nhà Phật. Bạn để một cái hình Phật vô là bị phản tác động ngược. Tác động ngược. Bạn làm kiểu như vậy, tôi có đụng chạm gì tới bạn không? Tôi có ăn hết cơm của bạn, tôi có xin tiền của bạn, tôi lên đây tôi bán bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi làm bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi chưa xin bạn một hột gạo nào, tôi cũng chưa xin bạn bất cứ một cái gì hết. Thì đừng bao giờ, người ta là con người giống như mình. Người ta cũng có trái tim, người ta cũng máu đỏ. Nha, con chó mà nó còn ngoan hơn, nó còn trung thành hơn bạn nữa. Bạn là một con người sống ra, sanh ra là một con người trên xã hội này, là một con người không xứng đáng, còn tệ hơn con cẩu nhà tôi. Thì tôi khuyên bạn, tôi nói bạn xong, và tôi kể từ hôm nay tôi không cho bạn vào Facebook của tôi nữa. Bạn là một con người không xứng đáng, bạn tệ hơn con cẩu nhà tôi nữa. Nha, tôi còn lịch sự, tôi còn dùng con cẩu, còn bạn vào đây bạn chửi tôi là con chó đẻ. Thấy không? Bao nhiêu đó cũng nhục rồi. Thay đổi cái hình Facebook đi, đừng để avatar của Phật. Nghe chưa? Tôi nói xong bạn á, là tôi chốt đơn bạn, tôi cho bạn lên xe, từ đây về sau bạn không còn là vào Facebook của tôi nữa. Chốt đơn lên xe. Rồi, xin lỗi tất cả mọi người nha. Tôi nói là tôi nói để cho nó sáng mắt, thủng cái lỗ tai đó ra. Còn ai vô duyên nữa không? Gặp tôi rồi sao? Lại nhà tôi nè. Nhà tôi đây nè, quận 9 nè, lại đây. Trời ơi, ta nói dùng thứ mà tôi nói cho bà con nghe, cô bác nghe nè. Con chó đó mà nó sủa thì nó không bao giờ nó cắn người ta. Mà con chó mà nó lầm lì lì nó mới cắn người ta, chứ còn con chó mà nó sủa nó không bao giờ nó cắn người ta hết trơn. Tôi ở đây nè, dám lại đây làm gì tôi á, tôi thách luôn á. Ba đầu sáu tay cái thằng mà coi như là lê mạnh này này kia kia nọ nè. Trời ơi, nhục tới nước nổi, mà nhục tới nước mà khi mà người ta không cho vô Facebook của người ta mà còn mà đừng để tao thấy mày. Ủa kỳ vậy? Tôi vẫn ở đây mà. Có ngon đi lại đây. Muốn cái gì đi lại đây. Ok. Thường thường cái con chó mà nó mà sủa quấu quấu quấu, nó sủa là nó không dám cắn ai hết trơn. Bị đi ngang bị người ta đập cây vô đầu chết ngắt nha. Còn con chó mà lầm lì lì á, không nói mà nó gập, tôi chỉ sợ con chó đó đó. Tôi nuôi chó tôi biết mà. Rất chính xác. Chửi như vậy, nói như vậy cho nó đó, nói thì nói chứ đừng quên để số điện thoại ba bịch trà nha mọi người. Mắc cười quá. Thôi nhiêu đó đủ rồi chứ đừng chi nói nữa. Không, Long nói là Long nói chính xác. Nói để cho nó suy nghĩ mà nó nằm đêm mà nó phải trăn trở trong cuộc đời của nó, phải suy nghĩ trong cuộc đời của nó coi nó làm cái điều gì sai. Cho nên mình là con người mà mình có ăn có học đàng hoàng mà người ta nói vô đầu cũng vậy. Các bạn nghĩ đi, chỉ cần một câu nói nhẹ vô trong đầu thôi là mọi người đều nhức đầu rồi.
chứ đừng nói chi mà người ta nói như vậy cho nó thủng cái bằng nhĩ, để cho nó sống là một cái kiếp người, nó phải thành một con người đàng hoàng. Tôi cứu nó đó, để làm chi nó còn về trời. Sắp tận thế tới nơi rồi, quý vị thấy không, tận thế tới nơi rồi còn gì nữa. Tự nhiên giờ dịch mọi nơi, dịch mọi nơi, bây giờ mọi người tán loạn hết trơn. Nên mọi người ra không chịu mà tu nữa, mà vô đây còn sân si, thấy không? Hả? À, lòng đâu có tức đâu. Có duyên quá à. Em nói xong em cũng mắc cười nữa. Không phải là chửi. Cái này là mình nói mình tâm sự nhau nghe, chứ mình đâu có chửi gì đâu các bạn nha. Ok, Phạm Thu Sương chốt đơn nè. Em đã nói với quý vị là em xin người nghỉ tu 5 phút mà. Thấy không? Bây giờ em chốt đơn nó rồi, em chở lên xe rồi, còn gì nữa, em đâu có giận gì nữa đâu. Ok, giờ Lâm Toàn, mọi người để lại số điện thoại ba bịch trà nha. Ôi ôi, ta nói là mất hứng hết trơn. Ca sĩ chửi nghe cũng hay, đã đừng có dùng cái tiếng chửi. Em xin thưa mọi người là em không có chửi. Em nói đạo lý, em nói tâm sự cho tất cả mọi người nghe. Rồi bây giờ chốt đơn tiếp đi. Thiệt tình à, nó mắc cười quá à. Vậy thì thôi đó. Rồi trong lòng tôi không có để miếng gì trong đó nữa hết trơn á. Rồi chốt đơn tiếp đi. Nghe các bạn nha. Rồi ai nói gì nói, làm được như em đi rồi nói nha. Làm được như em đi, kiếm đồng cơm, đồng tiền giống như em đi rồi nói. Ai muốn chửi gì chửi kìa bà họ đi. Ok. Sụn cá mập 1 triệu 1 hộp nha. Bây giờ em bán 800 hộp thôi. Em hạ giá sụn cá mập cho tất cả quý vị nha. 1 triệu nhưng mà em bán 800 tất cả quý vị nha. Em phi tiền ship cho tất cả quý vị luôn nha. Còn mấy hộp thôi. Nói thì nói nhưng nhớ chốt đơn. Bây giờ chốt đơn tiếp tục nè. Ok. Rồi. Dạ em là Kim Tiểu Long. Ok các bạn ơi, công chúa tiết 1.8 triệu nha, gần hết rồi, em còn có 2 hộp công chúa tiết nữa thôi à. Uống đẹp da nè, trắng hồng nè, trẻ nè, cái mặt mình căng mọng lên này kia kia nọ, trị nám đồi mồi lâu năm nha, tàn phai vết nám hết nha. Của Nhật. Công chúa tiết là của Nhật, sụn cá mập là của Mỹ. Ok. Rồi A Di Đà Phật, bắt đầu anh tu trở lại. Nói xong em quên liền à, em bỏ rồi đó. Chưa bao giờ ai làm em buồn 5 phút đâu tất cả quý vị ơi. Em không có buồn. Mãi yêu thần tượng Kim Tiểu Long và cảm ơn nhiều nha. Rồi bây giờ ai chốt đơn trà lẻ hôm nay nha. Ngày mai em chốt đơn 1 triệu nha. Cái quá đơn trà là 1 triệu, không bán 300 ngàn nữa nha quý vị nha. Lọc gan, lọc máu, lọc thận, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa tiểu đường, trị bệnh bao tử, trị bệnh đau nhức, trị bệnh viêm son, trị bệnh đau nhức mình mẩy đau gốc xương cho mọi người. Ok. Rồi rồi tự nhiên tôi mắc cười quá, tự nhiên tôi quên đi rồi. Rồi trị bệnh viêm son cho tất cả mọi người. Ok. Rồi trị bệnh mất ngủ 10 năm, 20 năm, 30 năm gì. Ok. Mất ngủ 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tôi bảo đảm với quý vị không còn uống thuốc ngủ nữa, cũng không bác sĩ mà đi mà cho thuốc ngủ. Có những người bệnh của tôi là 10 năm. Bệnh mà mất ngủ 10 năm, 20 năm á, bác sĩ cho biết bao nhiêu thuốc ngủ uống không hết, không ngủ được luôn. Uống 3 gói trà này mít lời với nhau. Trời ơi qua ngày hôm sau anh ơi, em cảm ơn anh nhiều dữ lắm anh ơi. Em ngủ ngon quá, em không đau đầu nữa. Thần kinh em im dịu quá anh ơi. Em da em đẹp quá anh ơi. Rồi lẹ lên các bạn ơi. Dạ em lấy một hũ công chúa tiết. Ok. Cảm cõi tạm nha. Gửi sang Hàn Quốc. Hình như là chưa gửi sang Hàn Quốc được phải không Trọc? Dạ không được Trọc. Dạ Đài Loan gửi được. Hàn Quốc là người ta lan thăm xuôi. Một là đi được qua luôn, hai là trả về. Malaysia được không con? Hằng Bùi 3 bịch chốt đơn nè, Trần Dân 3 bịch chốt đơn nè, Thí Nguyễn 3 bịch chốt đơn nè. Ok. Thương Kim Tiểu Long quá, họ không hiểu sao ông nội nào mà chửi vậy trời. Không sao đâu, em không quan tâm đâu. Ok, ai ranh tị cứ chửi chửi đi, ranh tị được cứ ranh đi. Ok, làm được như em là nói. Ok, ai muốn làm gì đó làm, miễn sao em kiếm tiền nuôi con em thôi. Lê Tâm chốt đơn nè. Ok, mà kiếm tiền á thì phải kiếm tiền thật nha tất cả quý vị nha. Bán đồ thật, người thật, việc thật phải hay, chứ không phải là bán mà đi lường gạt người ta. Em không chơi nha, em có nhà có cửa đây nè. Quý vị nào mà uống trà này mà không ngủ một ngày, ngày thứ hai, ngày thứ ba, trả trà lời cho em. Trả trà lợi cho em hoàn thiện đủ lợi cho tất cả quý vị nha, nhất định nha. Thì cũng 100 người thì cũng có 99 người ngủ được. Có người không ngủ được là do nó không hợp thôi. Nhá. Em ơi bán cho chị ba không tiền
ba bịch trà, chị số điện thoại. Ok chị chốt đơn cho chị nha. Lâm Thu, chị chốt đơn cho chị nha. Gửi Quảng Ngãi được không anh? Quảng Ngãi có đó các em. Ok, Quảng Ngãi có, mà ở ngoài Quảng Ngãi có công ty của Long mà bé Hường ở Quảng Ngãi. Rồi một số điện thoại dưới đây nữa đang chốt đơn là sẽ ở ngoài gửi Quảng Ngãi cho các em nha. Tất cả miền Trung, là khu vực miền Trung, là các bé ở trên đây đang hiện tại và đang coi chốt đơn cho tất cả quý vị. Từ Đà Nẵng, từ Huế, từ Hà Nội, cho tất cả mọi người đều ở miền miền Trung, Nha Trang, cho tất cả mọi người. Mọi người cứ để số điện thoại vô đây đi. Quảng Ngãi chốt đơn tất tần tật cho tất cả quý vị luôn nha. Nha. Mấy đứa ở Quảng Ngãi chốt đơn cho tất cả quý vị nha. Có công ty ở ngoài đừng có lo nha. Long thì ở trong miền Nam. Rồi, cho ba bịch trà chốt đơn. Thị Huệ, OT công chúa Tiết đẹp da lắm. Đó, mới hết luôn. Em uống một hộp cô gái công chúa Tiết rồi, ai cũng khen hết. Cảm ơn anh Long nhiều. Trời ơi, tôi đã nói với quý vị rồi. Quý vị cứ yên tâm đi. Tuyết Tuyết ơi, không để lại số điện thoại không chốt đơn được nha. Út Võ chốt đơn ba bịch trà nè. Tu Pham bắt chốt đơn nè. Ok. Trà uống hết bệnh, ngủ ngon là quý vị không phát bệnh bất cứ một cái gì hết. Tôi nói, chị bệnh mất ngủ lâu năm cho tất cả quý vị. Đất Nông gửi luôn, Buôn Môi Thuột gửi luôn, Đắk Lắk gửi luôn, cái gì cũng gửi hết. Vô trong vùng núi, vùng nào cũng gửi hết quý vị nha. Đi tới nhà luôn, 300 ngàn. Hộp bao nhiêu vậy? Ba bịch trà là 300 nha. Nha. Còn hộp công chúa Tiết là 1.800.000 nha quý vị nha. Ok. Rồi quý vị ơi, lẹ lên, chốt đơn lẹ tay lên. Vụ tai nạn xử làm sao rồi? Anh, dạ, xong hết rồi. Xe sửa đem về đi hát rồi, chứ giờ ngâm tới bữa nay bị thúi làm sao có xe đi hát. Cảm ơn quan tâm nha, trà sữa nha. Rồi các bạn ơi, để lại số điện thoại lẹ lên nha. Tôi trong vòng 10 phút nữa. Buồn ghê. Trong vòng 10 phút nữa em chốt đơn trà 300 ngàn cho quý vị. Quý vị để lại số điện thoại, gửi đi Quy Nhơn luôn, gửi Nha Trang luôn. Ok, để lại nha. Mất ngủ. Mất ngủ làm nhiều nhâm người là gì không biết nha. Bài cách dùng, ok. Đây là bịch này là dây sang tuyết. Hốt nhúm tay để vô cái bình nha. Mảng cầu sim hốt nhúm tay để vô cái bình. Cái này khúc khắc chừng 2 lát thôi. Cái này chị bệnh đau nhất nè. Ai mà đàn bà phụ nữ nào mà đang có con có cái đang mang bầu uống chung cho con bổ luôn nha. Hoặc là đẻ con ra thiếu sữa, uống ba bịch này vô cho sữa nhiều để cho con mình bú ha. Nha nha. Long nói chuyện có duyên quá à. Ba bịch khoảng uống nhanh nhất là 3 tuần lễ mà nhà chậm là nhanh nhất là 2 tuần lễ nha. Cả nhà uống đó nha. Còn chậm thì 3 tuần nha quý vị nha. Lan Phương Dương, một combo, ok, một combo 1.000.000. Không thấy anh ơi, thôi từ từ để gửi cho. Ok, chốt đơn đó, ngon lành luôn chưa, combo 1.000.000 kìa. Ngọc Nhi, anh Long ơi, số điện thoại, ok. Em ở Ninh Thuận, cát bụi cuộc đời. Em ở Ninh Thuận, em để lại số điện thoại chốt đơn cho em luôn nha. Trần Dương, chốt đơn nha. Trà Pha Nhi, Ngọc Nhi chốt đơn nha. Trang Dương chốt đơn nha. Gọi tên em đi anh ơi. Zaka Quỳnh. Ok. I love you bạc bạc. Trà pha hơi đậm uống được không? Pha đậm là ngủ 5 phút. Pha nhợt nhợt là trong vòng nửa tiếng đồng hồ bắt đầu mới ngủ. Còn ai muốn uống đậm một chút xíu là nằm một cái là sảy lai, là coi như là trong vòng 10 phút là ngáy liền. Nha. Nghe giọng nói nhớ cô ba cháu gà. Dạ, xin chào ba ba. Bà đi đâu vậy? Bà không nhớ con hả? Con là... Vậy con là ai vậy mà bà không có nhớ? Trời ơi, con là con chó nô nè. Hả? Đọc cô ba cháu gà cho quý vị nghe đó hả? Tôi là con chó nô của bà ba nè. Bà ba không nhớ. Ủa nô, mày gì đây sao? Ba Ngọc Hân Hà, ba bịch số điện thoại. Quỳnh Giang, ba bịch số điện thoại. Thuốc bệnh trĩ 1.500.000 nha. Thuốc bệnh trĩ còn không con? Thuốc bệnh trĩ còn quý vị ơi, 1.500.000 một hộp nha, sáng 3 viên, chiều 3 viên nha. Các bạn uống là không có lòi ra nữa, không có chảy máu nữa, trị nội, trị ngoại, tự động nó thục nha tất cả quý vị nha. Thuốc trị hen suyễn hình như còn không vậy? Hết rồi. Hen suyễn còn không? Còn hộp, hen suyễn còn nha. Hen suyễn trị viêm gan, viêm phổi luôn nha tất cả quý vị nha. Ba bịch trà, ngân bùi, chốt đơn.
trà pha đằng sau đó, ba bịch này mình mix lại với nhau nha. Rồi khi nào mà ai mua trà đi rồi nhận trà đi, nhân viên tôi sẽ chỉ cho quý vị hoặc là nhắn cho Long, Long chỉ cho. Tiền ship 20-30 ngàn các bạn ơi. Tuyết Trinh chốt đơn cho Tuyết Trinh nè. Trà của anh Long uống hết bệnh rồi, có bán uống nữa không? Có chứ em. Qua mai chốt đơn nha. Ok. Uống tối được không? Buổi tối mình uống là mình ngủ mà Quốc Nguyễn Tấn nha. Ban ngày thì mình pha nước, mình uống bình thường, mình để cho nó mát, lọc gan, lọc máu, lọc thận thôi. Ban đêm mình chỉ cần trước khi đi ngủ mình uống trước 10 phút, châm đậm chút xíu, quốc một cái là lên giường nằm thẳng cẳng, lật ngang ra cái là ngủ khò liền nha quý vị nha. Ngọc Mai qua Hà, ok chốt đơn. Chị Loan Phạm, chị Loan nhận trà được chưa chị Loan ơi? Chị yêu của em nhớ chị quá, gia đình khỏe không? Giọng nói quá hay, đỉnh của đỉnh. Nghe anh nói thấy ham quá. Em bị mất ngủ lâu rồi em à. Hân Trinh ơi, em mà uống không ngủ được trong vòng một ngày, ngày thứ hai, ngày thứ ba em trả trà lại cho anh Long nghe cưng nha. Anh Long quần tiền lại cho em 300 ngàn đủ, không mất một cách nào. Còn nếu mà em ngủ được, em thưởng cho anh Long nha. Tôi chắc chắn một điều là sẽ thưởng rồi đó. Thưởng cho anh Long cái gì? Hả? 50 ngàn thôi nha. Ok. Phương chốt đơn, Tâm Lê chốt đơn, Hà Phương, Phương Hà chốt đơn, ok, Nguyễn Tuyết chốt đơn. Các bạn ơi, lẹ lên các bạn ơi. Rồi trong vòng 10 phút nữa em chốt đơn 300 ngàn cho tất cả quý vị. Ba gói trà mất ngủ này. 10 phút sau quý vị không để lên trên cái livestream này là em chốt tới 1 triệu. Em không chịu chốt tới 300 nữa mà em sẽ chốt cho những người 10 phút này là 300 nha. Lần sau là bán cho nhà giàu 1 triệu 10 bịch. Ok. Quý vị suy nghĩ kỹ chưa? Chọn 10 phút hay là chọn cái gì để lẻ lên vô nha. Ba hộp 300 ngàn chị ơi. Ở đâu cũng gửi tới cho mọi người hết nha. Yên tâm nha. Cương Quỳnh Thanh chốt đơn cho Kinh Quỳnh Thanh nè. Trang Cao chốt đơn nha. Ba bịch bao nhiêu tiền? 300 ngàn nha. Các Bụi ơi. Các Bụi à, chốt đơn cho Các Bụi ở ngoài Ninh Thuận nha. Các Bụi ơi. Em ơi, chị đi làm hồ pha đem theo uống. Chị uống lợt nha. Chị làm hồ mà chị ginh cục gạch đó mà chị uống đậm, chị ngủ tại chỗ. Rồi chị xây sao mà nó lủng tường hết của người ta là đừng nói sao là chỗ uống chỗ hiêm nữa lông nó ngủ ngon. Tối về đi làm về mệt, chăm hai vợ chồng bình này ngủ. Con ơi lấy nước cho cậu đi, nấu miếng nước cậu, còn chăm cậu tư vấn cho mọi người coi cái cách chăm của cậu. Uống xong xây lũng tường của người ta luôn, quên phá hồ luôn, pha non pha già gì mới mốt tự nhiên giúp tường sập tới chết mồ đó ha. Châu Lê ba bịch trà nè, Yến Thái bịch trà nè, ba bịch một cam bồ như thế này là 300 em ơi, mỗi bịch 100 nha. Ngủ được mà uống nhiều có mập không? Mập một chút nào. Khách của tôi uống vô mà còn ốm luôn, mất mỡ luôn nha. Mẹ em giờ ngủ ly bì luôn, luyến gòm kìa, thấy chưa? Thích dễ sợ không quý vị? Thấy không? Cảm ơn Long đi cưng, liếng gồm. Mẹ em bây giờ ngủ ly bì luôn anh ơi, thích quá. Mà ngủ hả ngon lắm. Ngủ vậy da mình đẹp nè. Quá tuyệt vời luôn tất cả quý vị ơi. Thiệt luôn á. Tôi nói quý vị, trong cuộc sống mà quý vị không dùng cái trà này, bổ gan, bổ máu, bổ thận, chữa hết tất cả các chứng bệnh trong người của mình. Chữa bệnh bao tử, chữa bệnh mà quý vị mà đi cầu không được, mà ta nói rặn hoài không ra, uống vô cho tôi 5 phút là ra liền. Nó chữa bệnh táo bón cho tất cả quý vị nha. Em rồi ai lấy để là số điện thoại nha. Em chọn cái bình như thế này. Bình này là bình uống trà của em. Xin mời các tỷ các muội. Ý già tiểu muội à, tiểu muội có thương anh nhiều không chứ hả? Tiểu muội có muốn lấy anh làm chồng không? Tiền bạc đối với anh không có thành vấn đề. Hai tờ giấy 500 này coi anh coi như là 1.000 đó mà. Em có đồng ý không? Giờ pha nha, nước nóng không con? Đây, bây giờ cái bịch này, cái bịch này là trà nhân sâm mãng cầu sim trên núi. Phải là trên núi nha. Tôi bỏ vô đây ba hộp, ok. Già trẻ bé lớn gì uống cũng được hết, đang mang bầu uống cũng được luôn, sanh con đẻ cái uống cũng được, thiếu sữa cho con mình uống luôn, không cần căng bầu sữa luôn, coi như cho con mình uống luôn nha.
coi như là cho con mình uống chung với nhau hết luôn nha. Ok, tôi pha tôi rất là uống đậm. Đây cái quỳ bóc nhiêu này nha, bóc y như tôi nha, nhúm tay nha, bỏ vô cái bình đó. Tôi uống hơi đậm, tối nay tôi ngủ tiếp nữa nè, tôi bóc thêm nhiêu này nữa, tươi xanh luôn á. Tôi nói tươi xanh mà ngủ mà lặt lìa luôn á, tôi nói thật với tất cả quý vị. Rồi cái này là tôi bỏ vô đây, là cái bịch này là dây xăng tuyết nha tất cả quý vị nha, dây xăng tuyết. Ok, Hồng Phượng chốt đơn nha, dây xăng tuyết nha. Đây bỏ nhiêu này nha quý vị nha, nhớ hướng dẫn cho tất cả quý vị, quý vị hãy xem cho thật kỹ nha, không thì anh gửi xuống quê em 6 bịch tại em khó ngủ lắm em ơi. Em Phạm Siuri, ủa em Tịnh Dân ơi, em để số điện thoại Long không gửi được nha, thương anh Long nên coi like mà mắt nhắm mắt mở vẫn ráng coi, thấy thương quá vậy Phạm Siuri, thấy thương quá. Mẹ em lúc trước khó ngủ lắm, giờ nhờ trà của anh Long mà ngủ ngon ngủ sâu luôn. Rồi lẹ lên quý vị, để lại số điện thoại, cảm ơn, cảm ơn Luyến gồm đó ha. Dây xăng tiếp bỏ vô rồi nha, cái này là chốt đơn cho Phương Nguyễn nha, cái này là củ khúc khắc này nha quý vị nha. Đây bịch này khúc khắc nha quý vị, nếu mà nhỏ thì quý vị bỏ khoảng nhiêu vậy thôi nha, bỏ về là nhiều rồi, uống lát nhiều thôi ha. Ok rồi, thêm chút nữa đi, tại vì em uống hơi đậm hơn mọi người rồi. Nằm trong vòng 10 phút ngáy thấy thương, các bạn để lại số điện thoại lẹ lên nha các bạn nha. Trong vòng 10 phút 15 phút nữa em xuống đơn và em không chốt, ngày mai em sẽ chốt 1 triệu, ngày mai em chốt 1 triệu. Hôm qua khai trương ở Bình Dương vui lắm, lớn lắm, chi nhánh trà thứ 11, chi nhánh thứ 11 của Long lớn lắm. Nhưng mà đặc biệt có một điều là sóng yếu, 3G yếu, không có live stream được, em buồn 80 phút. Bà chủ bán trà cái mặt nhăn luôn, là tại vì quan trọng là live stream để cho khách gọi mà bà bán chủ không được, cho nên em phải hẹn là một ngày nào đó em phải khỏe rồi em phải lên, em ngồi tại chỗ em like, em trả nợ cho bà chủ. Thương lắm, hai mẹ con hiền lắm, ăn chay không hà, làm việc thiện. Con ơi đi đổ, con à, con ơi, dạ không, dạ đổ cho cậu cái ly, là đang cậu đổ cái nước trà, cái nước đầu tiên quý vị chừng nữa ly thôi nha, các bạn đổ cái nước này ra, các bạn chán các bạn bỏ nha các bạn nha, các bạn bỏ hết cho Long cái nước đầu tiên, tại vì nó có mốc với có bụi rồi, quý vị chắc bỏ đi. Nước thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mình uống một bình về được 6 lần nước nha. Ok, 3 bịch 300 ngàn. Ok, chốt đơn cho tất cả quý vị nha. Trường Vũ hello, Khương Phạm chốt đơn nè, Quỳnh Dung chốt đơn nè, Nguyễn Thị Quyền chốt đơn nè, Nguyễn Ái Tiên chốt đơn nè, Tịnh Vân chốt đơn nè, ok, Phương Nguyễn chốt đơn nè. Nhớ nha, già trẻ bé lớn mới sanh mới đẻ gì uống cũng được nha. Rồi Ngọc Hà, Ngọc Hoa Hòa chốt đơn nè, Thắng Tiên Thị Nguyễn Thị chốt đơn nè, Thu Thủy Phan Thị chốt đơn nè, Loan Anh 3 gói chốt đơn nè, Phương Ái không để lại số điện thoại không chốt đơn được nhé. Hát quá trời mà chưa đủ tiền hay sao? Câu này em không trả lời được không? Trong cuộc sống nếu không làm ăn núi cũng lỡ, với điều kiện bây giờ dịch bệnh tới nơi rồi các bạn à, người ta làm được, người ta bán được thì bạn nên mừng, nên vui cho người ta đi, vì đó là cũng là một cái cơ sở làm ăn. Đây là công ty của tôi mà. Các bạn thấy Phạm Băng Băng mà diễn viên Đài Loan, Hồng Kông nổi tiếng của Trung Quốc không? Đóng Đắc Kỷ Trù Dương mà đẹp thật đẹp, nổi tiếng ra cả thế giới đó. Giải Oscar đi này kia kia nọ, vẫn bán hàng live stream trên mạng, một ngày thu 1 triệu đô la. Tỷ phú ở đất Mỹ bán hột sòn cũng vẫn live stream. Live stream, con người là phải làm ăn. Con người là phải làm ăn, phải bằng chính bằng mồ hôi nước mắt của mình. Đừng đi ăn cướp, đừng đi ăn trộm, đừng đi lường gạt người ta.
đừng đi làm những việc xấu, chia rẽ chồng vợ của người ta, đừng làm những cái điều gì mà chia rẽ hình ảnh con cái của người ta. Chia rẽ vợ chồng cha con của người ta là điều xấu, tối kỵ. Làm ăn đẹp tốt, chấp nhận, cứ làm, tôi hoan hỷ. Lâm Thu chốt đơn, Tịnh Dân chốt đơn. Ok. Bao nhiêu ba gói? 300 ngàn ba gói nha tất cả quý vị nha. Tịnh Dân để địa chỉ rồi, chỉ cần để lại số điện thoại thôi. Tuyết Tuyết chốt đơn, ok. Lâm Định chốt đơn rồi. Đó, tôi pha một bình nè, cái dĩa của bình trà của tôi dễ cưng đúng không? Các bạn chọn cái bình dĩa bình giống tôi nha các bạn nha. Ok. Lâm Định chốt đơn. Chọc cho vui, do hâm mộ giọng hát. Và thật ra mà nói Lâm cũng không biết nói chơi, nhưng mà tại vì do nơi mọi người chọc em cũng cảm ơn mọi người. An Lạc, Văn Đào, em cảm ơn mọi người. Nhưng mà Văn Đào thấy đó, chị Diệt Hương cũng bán hàng, Nhật Kim Anh cũng bán hàng, Đăng Trường cũng bán hàng, Trấn Thành cũng bán hàng, ai cũng bán hàng hết trơn. Lý Hùng, Diệt Trinh cũng có bán hàng. Tất cả mọi người nghệ sĩ bây giờ ai cũng bán hết trơn á. Mình bán mà, mình đâu có làm điều gì xấu hổ, mình đâu có làm điều gì nhục nhã đâu. Không có các bạn à. Các bạn chỉ có một điều là các bạn chỉ đi hại người ta, thì đó một cái điều xấu. Còn ngoài ra mình bán hàng không có cái gì xấu hết. Cứ làm đi. Làm đúng. Làm đúng với cái lương tâm của mình. Không gian xảo, không lọc lừa người ta. Trời sẽ cho mình sống. Trời sẽ cho mình hộp cơm mình ăn. Nhớ một điều, ăn hộp cơm như thế nào cho đàng hoàng chứ đừng bao giờ lừa lọc người ta. Làm tiền nhiều để đâu cho hết anh Long ơi. Vậy á, không cho người này, không cho người kia, không nuôi gia đình, không lo anh em, cũng đi làm từ thiện. Tôi mà để 10 triệu ở trong người, quý vị biết không, lát tự động không có người này xin, cũng có người kia xin, lát tôi móc hết trơn à. Tôi xin lỗi, nhiều khi tôi đi ra ngoài đường tôi không có một cắt trong túi nữa. Mà tôi có tiền cái là lát tôi thấy người này như vậy, cái tôi móc tôi cho, lát người kia tôi móc tôi cho, lát tôi đi về trong túi tôi không còn cắt nữa. Tôi nói thật, cái tiền hát của tôi á, tôi cho hết trơn à. Quay qua quay lại là tôi cho, quay qua quay lại bạn bè mượn, quay qua mà mượn không thấy ai trả hết trơn. Mà không dám đòi. Giờ biết làm sao không vậy? Chứ người ta khổ. Cũng hứa hẹn dữ lắm nhưng không dám đòi. Mà tôi mượn con chút xíu đòi muốn rách quần tôi luôn vậy. Thôi kệ đi, coi như kiếp trước mình mắc nợ người ta. Em bán trà này chị Yếm Nguyễn, chị Yếm Xuân ơi. Em bán trà này là trà uống để trị bệnh mất ngủ cho tất cả quý vị nha. Công dụng uống các bạn lấy trà đi, rồi Long sẽ chỉ cách cho tất cả các bạn nha. Long mới chỉ nè, Long pha cái nước nè. Uống thơm lắm quý vị. Mời quý vị uống nha. Thơm mà ngon, mà dễ uống. Rất dễ uống, rất thơm. Uống vào đi. Lọc gan, lọc máu, lọc thận. Chị bệnh bao tử. Ai táo bón đi cầu không được, uống đi. Ai táo bón đi cầu không được, uống vô. Đi dễ, rất dễ. Ai bị đau bao tử, đau nhức mình mẩy, viêm xoang. Giờ chị bệnh mất ngủ 10 năm, 20 năm, 30 năm. Con chào chú. Giờ này là vợ chồng chú Kim. Dạ em không phải tên em là cho nên em không có biết. Em là Kim Tiểu. Bán thiếu ba bịch. Ok, Hưng Nguyễn Nguyễn. Anh em với nhau. Ok, giờ trong inbox nói chuyện. Anh nói chuyện em thấy mến anh quá. Nguyễn Nguyễn, cảm ơn em nhiều nha. Trà uống ngon lắm quý vị nha. Bình này em uống xong bình này là em ngủ nè. Tôi nói thật, bởi vì cháu tôi đường chân dinh á, nó giật tiền của tôi hết trơn à. Nó giật là để quý vị biết làm chi không. Nó giật nó giữ. Nó biết là em đi ra ngoài đường chút xíu là coi như là mấy số mời em cũng mua. Em mua mà em không có dò. Em mua em để đó, ai làm gì làm. Em không biết tới là tại vì người ta thấy người ta khổ mình giúp thôi à. Còn á rồi mình
như thế này, mình chỉ kia mình thấy người ta khổ ngồi đó, có lát cái móc ra móc tới móc lui móc xuôi móc ngược bóc lát lát không có tiền tính tiền ăn đồ ăn luôn á, nhiều khi bắt thằng Trương Vinh nó trả luôn á. Bao nhiêu tiền? 300.000 ba bịch tất cả quý vị nhé. Em muốn ship qua Đài Loan để Long ship được mà, nhưng mà em phải cái hóa đơn 5 triệu anh Long mới ship nha, chứ còn gửi mà 3-4 bịch hay là 1 triệu anh Long không có gửi nha. Ok, có ăn yến không? Đài Loan có ăn yến không? Yến ngon, yến em ngon, yến bổ, em đẹp, có hộp nữa hết rồi nè. Châu Lê cho em thêm 3 bịch nữa anh ơi. Ok cưng nha. Nhân viên có gọi thì chốt đơn cho em, mà em cứ nói là cho em là tổng cộng là 6 bịch nha. Đúng rồi, có làm thì có ăn. Như vậy giọng nói dễ thương nên chọc, đừng sân si. Là đâu có đâu, mình đâu có sân si gì đâu trời. Dùng cái câu đó cũng không có gọi là đúng cái chất. Có nghĩa là sân si là nhào vô phải chửi mấy gì 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 là sân si đúng không? Cái giọng của Long lớn, hồi xưa tới giờ ăn to nói lớn quen rồi. Có những người nói là Long vậy đó, nhưng mà không phải. Thật ra chưa bao giờ biết giận ai đâu. Ok, Nguyễn Nga, chúc đơn cho Nguyễn Nga nha. Dạ cũng ngon quá. Quý vị, rồi lọc gan cái ba cái bịch trà này mình mix lại với nhau. Cái này là nhân sâm, gọi là trà, nhưng mà nhân sâm trên núi của người dân tộc. Quý vị biết người dân tộc trên núi mình đó rất hay về cái cây thuốc. Người ta nói người Việt Nam mình nằm trên đống thuốc mà chết, thuốc nam á. Đây là toàn những cây thuốc nam trị bệnh cho tất cả quý vị, bá bệnh luôn. Tôi ôm cái loại trà độc quyền này, tôi cảm thấy tôi an tâm và tôi ngủ rất là ngon. Khi mỗi lần Long mệt, anh Long ơi cảm ơn anh Long nhiều. Tâm Phật, em thích anh nói lắm. Dạ, Long nói đúng mà, Long chưa bao giờ biết nói sai nha. Long nói gì Long giữ lời. Cái trà này mình mất ngủ 2 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm cũng hết nha. 2 năm rồi chú bán trà, chán bán trà 50 ngàn là gì vậy? Bán trà 50 ngàn là gì vậy? Có 50 ngàn đồng là bán 3 bịch trà này hả? Bán 50 ngàn, thôi tôi cho luôn, cho tôi bán làm chi nè. Ok. Nếu mà khổ quá, nếu mà không có tiền, vào trong inbox nói chuyện với Long. Long sẵn sàng giải quyết được hết cho tất cả các bạn. Nhưng mà các bạn có tiền, các bạn phải ủng hộ. Chứ ai mà cũng xin Long á thì thôi. Tại vì Long lấy cái này bằng tiền không à. Nó không phải là cái loại trà mà nó là cây thuốc. Cây thuốc trị bệnh cho tất cả quý vị, cho quý vị nha. Cây thuốc chữa bệnh mất ngủ lâu năm cho tất cả quý vị, đem tới giấc ngủ ngon cho tất cả quý vị. Nè, huyết áp hạ luôn, lượng đường hạ luôn, ung thư, tất cả mọi thứ, cái gì cũng uống được hết nha quý vị. Đây là cây thuốc nhân sâm trên núi. Nhân sâm trên núi. Ok. Thôi, rồi bây giờ Long nói, Long nãy giờ Long nói nhiều rồi. Ai khổ thật là khổ, phải khổ thật là khổ, vào inbox riêng với Long, Long giải quyết cho bạn hết. Nói nhỏ nhỏ thôi nha, người ta ranh tị làm ăn tội đó nha. Ok, muốn ngủ tôi cho ngủ. Ở Bình Dương tôi có chi nhánh mà, lợi tại ngay chỗ về Mỹ, Mỹ Phước, Bình Dương, lấy luôn đi nha, cần gì phải gửi. Thúy Nguyễn nè, em hâm mộ, em giới thiệu bạn bè nhiều rồi nè, em uống trà ngủ ly bì luôn, trà hay quá đó, bao nhiêu đó thôi quý vị. Trong cuộc sống mình mà mất ngủ rồi là cuộc đời mình bệnh toàn thể lục phủ ngũ tạng hết. Mà quý vị chỉ cần ngủ một giấc ngon thôi, tôi nói ai mất ngủ 10 năm, 20 năm, 30 năm uống đi. Uống đi, lẹ lên lấy uống đi, không có bao nhiêu tiền hết rồi. 10 phút nữa em xuống đơn, em nghỉ, em mệt rồi. Quý vị, 10 phút nữa em xuống đơn. Quý vị để lại Hồng Na, chốt đơn cho Hồng Na, chị Nguyễn Nhiên, chốt đơn cho Nguyễn Nhiên. Rồi, 10 phút nữa em xuống đơn nha, không like nữa. Em không có tiền bán em một hộp bao nhiêu? Một hộp như thế này là 300 ngàn nha. Chú Long ơi,
bạn nói gì tôi không hiểu gì nha bạn nha. Phạm bạn là Trinh Phạm Minh. Ừ đúng rồi. À, chả này hay chứ, chứ ngoài đường là toàn là già giả tao không đúng không? Giờ biết làm sao giờ, em cái gì hay em mới chơi. Dân võ chốt đơn, sáng út út sáng chốt đơn nha. Người lớn trẻ em từ nhỏ tới lớn, mới sanh mới đẻ có bầu mang thai uống được hết. Có nghĩa là chị bá bệnh luôn cho con nít luôn. Đang sanh đang đẻ đang mang chữa gì uống được luôn nha. Ẩm tiền ô nghe chốt đơn Phan Tiền nha. Tuyết Văn Lê chốt đơn nha. Ok. Định Lê chốt đơn nha. Nói gì trà của anh Long, ăn ngon ngủ ngon khỏe mà không mập nha. Tịnh Văn của em 6 bịch nhiêu vậy anh Long? 6 bịch 3 bịch 300, 6 bịch 600 em 600 ngàn nha. Hồng Quynh 3 bịch trà. Ok rồi thôi. Các bạn còn ai chốt đơn không? Để lại số điện thoại. Mời các bạn uống trà. Không để lại số điện thoại không chốt đơn được nha. Trà này hay, em muốn làm cộng tác viên được không anh? Được chứ. Nguyễn Kim, anh bây giờ có chi nhánh thứ 12 luôn rồi em. Tất cả các tỉnh có đều có chi nhánh nên mọi bệnh, nếu mà đem cái sản phẩm này tới cho mọi người mà hết bệnh thì cứ việc buôn bán. Gọi điện thoại, số điện thoại cho Trương Vinh 0933 0933 431996. Tư vấn cho rồi làm đại lý nha. Công Đăng, Ái Thị, ba bịch, chốt đơn cho Công Đăng. Hạnh Quỳnh, ba bịch, ok, rồi thôi. Em, các bạn không chốt nữa, các bạn không muốn nữa thì thôi, em tạm biệt tất cả mọi người nhé. Tại vì sức em nó cũng có hạn. Anh Long ơi, Long ơi, chị lấy 6 gói, có phải là 600 không em? Dạ, cảm ơn chị yêu. Dạ chị Quỳnh Dung, ok chị 600 nha chị nha. Ok, ai mà lấy 6 gói là ai mà lấy 6 gói thì 6 gói với 10 gói thì phi tiền ship cho tất cả quý vị nha, còn 3 gói là quý vị phải trả tiền ship nha. Ok. Nguyễn Nương chốt đơn cho Nguyễn Nương trong vòng 5 phút nữa. Ai chốt đơn em ngồi em chờ mọi người nè, trong vòng 5 phút nữa em coi đồng hồ, trong vòng 5 phút nữa em chốt đơn cho quý vị nha. Để cho ngày mai có đơn cho quý vị cho rồi, tội nghiệp quý vị nhé. Tối nào em cũng xem anh like, anh nói chuyện vui. Anh nói chuyện vui và anh chửi cũng vui nữa phải không em? Không phải chửi, tư vấn triết lý học. Triết lý về những người ăn nói bậy bạ, những người ăn nói không đúng. Cho nên mình triết lý học cho mọi người nghe. Mà mọi người nghe không được nữa thôi, coi như là mọi người bị đọa rồi. Thị Thanh, Thị Danh Nguyễn chốt đơn 3 gói nè, ok. 3 hộp trà mất ngủ nhiêu tiền? 300 ngàn nha Công Đặng nha. Rồi, thôi. Tôi rất là thương mọi người. Anh ơi, 3 hộp đó pha chung uống với nhau. Đúng rồi, 3 hộp pha chung uống với nhau nha, thưa quý vị nha. Văn Chương Trần cho mình 6 bịch chốt đơn cho Văn Trương Trần nha. Anh còn thuốc tê tay tay chân hết rồi. Kim Thu chốt đơn cho chị một hũ thuốc bệnh trĩ. Bệnh trĩ chốt đơn cho chị Kim Thu một hũ thuốc bệnh trĩ nha. Các em nhớ ngày mai chụp những cái hũ thuốc đó cho anh Long nha. Ai mà lấy 3 gói trà với một hũ thuốc là cái đơn đã để cho anh Long làm nha. Ok. Thủy Phạm chốt đơn 6 gói nè. Ai mà mua từ 6 gói tới 10 gói là mình sẽ phi tiền ship. Ai mua 3 gói là sẽ tính tiền ship 20-30 ngàn. Còn 6 gói tới 10 gói là mình phi tiền ship cho tất cả quý vị nha các em nhé. Để cho mình có khách hàng của mình. Thay vì mình tặng cái khẩu trang, nhưng mà thay mình không tặng cái khẩu trang cho mọi người, nhưng mà mình từ 6 gói tới 10 gói là mình sẽ phi tiền ship cho mọi người nha. Nhớ cái điều đó nha. Anh Long bán cũng như vậy, các bạn bán cũng như vậy. Còn 3 gói thì các bạn cứ tính tiền ship với mọi người. Hello Gen Gen Chen Luyên nha. Sáu Trường, anh thân mến. Nói chữ anh thân mến sẽ chống độc đài. Bạn thân mến, xin chào tất cả các bạn thân mến, thân yêu của tôi, Ngọc Hà chốt đơn nhé.
Em để lại số điện thoại rồi mà không nghe anh đọc chốt đơn. Phương Ái chốt đơn cho em đó nha. Rồi, thôi, tạm biệt tất cả các tình yêu nha. Ai cần uống trà gì, thuốc hen suyễn giá bao nhiêu? 1,5 triệu thuốc hen suyễn. Sáng uống 3 viên, chiều uống 3 viên, rất là hay. Ho lâu năm, suyễn hen rất là hay nha, tất cả bổ phổi luôn nha tất cả các bạn nha. Tây Ninh sao không có chi nhánh? Tại vì không có ai lấy chi nhánh. Tôi nói các bạn mà ở Tây Ninh mà các bạn làm cái chi nhánh trà này, các bạn không thắng tôi thua gì bao nhiêu mà cũng tôi cũng thua hết trơn nha. Ok. Rồi nhắc lại, ai lấy sao gói tới 10 gói cứ gọi điện thoại, là số điện thoại là Hiệp Đặng. Người chốt đơn cho tất cả quý vị là 0788678864. Rồi tên là Hiệp Đặng. Cái đơn này là 0788678864 nha tất cả quý vị nha. Ok. Một hộp thuốc trị nhiêu tiền? Một hộp thuốc trị 1,5 triệu. 1,5 triệu, sáng 3 viên, chiều 3 viên, trị 2 năm, 10 năm, 3 năm. Quý vị uống ra máu, chỉ nội, chỉ ngoại, nó thục luôn, nó không có rụng. Uống vô đâu một tuần lễ, 2-3 ngày là nó thục, nó mát, nó thục lên nha. Ok, rất là hay. Rồi, có để lại số điện thoại bệnh trĩ không? Lẹ lên. Nếu uống ngủ ngon, em sẽ lấy nhiều cho người thân của em. Ok, yên tâm, bye bye. Thốt nốt Cần Thơ. Thốt nốt Cần Thơ để số điện thoại chưa? Vậy Châu Lê. An Giang không có nha. Phạm Jury, BB, Long, good night. Ok, dễ thương quá. Phạm Vương Khải nè, mọi người mà muốn nói cái điều gì hay là tâm sự tình yêu hay này kia kia nọ, nhớ nha. Tôi nói mọi người, Long hồi nãy cái chuyện hồi nãy Long dặn mọi người mà Long có yêu cái người nào mà đau khổ gì, cái người nào mà thất tình những người đó đó, mọi người nhớ bí mật. Đừng bao giờ cho Facebook của Phạm Vương Khải biết nha. Là tại biết là biết liền, là cả một cái thế gian này là biết hết, là vừa tức thì đó. Hiểu không? Có nghĩa là vừa tức thì Kim Tiểu Long yêu ai và thất tình đau khổ về ai là cái bạn Phạm Vương Khải. Nên cẩn thận nha. Nhớ nha. Đừng bao giờ nói với Phạm Vương Khải nhắn tin riêng nha. Ok. Rồi. Số điện thoại muốn đây nè, đang ghim dưới đây nè các bạn. Người chốt đơn nè, 0788 nè, 678864 nha. Ok, còn ai muốn mở chi nhánh thì này kia, cộng tác viên thì lấy hàng trà về bán online, hay tự bán online danh tiệm tập quá này kia, các bạn cứ gọi cho Trương Vinh 0933 46 nha. Ok các bạn. Ok rồi, chốt đơn cho Châu Lê nè, chốt đơn cho anh Trang Hồ Lé nè. Ủa, Hồ Lê chứ. Trà bao nhiêu? Trà có bầu uống được nha. Trà có bầu uống được, mới đẻ uống được luôn. Thiếu sữa uống cho con mình bú luôn. Ok. Thuốc tê tay tay chân hết rồi các tình yêu ơi. Hết rồi, Long không còn nữa. Đây là những ngũ thuốc bên Mỹ bây giờ là đều là rất là hiếm hàng. Không làm nữa. Hãng thuốc không làm gì dịch bệnh. Họ bị cái gì họ không phát hành nữa. Rồi họ không gửi về cho Long nữa. Một ngũ thuốc bây giờ nó là vàng của Long rồi đó. Nhưng mà Long không có lên giá nha mấy người nha. Không lên giá. Vẫn bán vẫn giá cũ bình thường, vẫn tốc độ bình thường để phục vụ cho tất cả quý vị. Bye bye các tình yêu. Trước khi tạm biệt, uống ly trà với tôi. Nó ra đậm kiểu này là ngủ chết luôn á. Đã quá. Bye bye.